Chào tất cả mọi người, em tên là Nguyễn Lê Thanh Thùy. Còn em tên là Vũ Mai Khánh Linh. Hôm nay chúng em sẽ đại diện cho tập thể lớp 10G2 giới thiệu đến mọi người một số kiến thức về các tập hợp số. Ở bài học này, chúng ta sẽ có hai mục tiêu chính. Đó chính là hiểu được thế nào là các tập hợp số và biết cách giải làm các bài tập liên quan đến các tập hợp số với các nội dung nhỏ như đoạn, khoảng và ngữ khoảng. Vậy thì còn chần chờ gì nữa? Hãy bắt đầu thôi nào. Đến với bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ có 3 phần chính. Phần thứ nhất, chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại các dạng tập hợp số đã học. Phần thứ hai, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu thế nào là các tập hợp con thường dùng của R. Và phần thứ ba là phần cuối cùng, chúng ta sẽ cùng nhau làm những bài tập vận dụng để hiểu rõ bài học này nhé. Đến với nội dung đầu tiên, chúng ta hãy cùng nhau ôn lại các tập hợp số đã học nhé. Ở phần 1 nhỏ, chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại thế nào là tập hợp các số tự nhiên. Tập hợp các số tự nhiên bao gồm tập hợp các số tự nhiên được ký hiệu là N với các phần tử là các số tự nhiên như 0, 1, 2, 3 và tập hợp các số tự nhiên khác không được ký hiệu là N sao với các phần tử khác không như 1, 2, 3, 4. Ở nội dung tiếp theo, chúng ta sẽ nhắc lại các kiến thức về tập hợp các số nguyên được ký hiệu là Z. Vậy, tập hợp các số nguyên sẽ bao gồm những gì nhỉ? Chính xác rồi, tập hợp số nguyên sẽ bao gồm các số tự nhiên. Lúc này chúng ta sẽ gọi nó là các số nguyên dương 1, 2, 3 và cùng với số đối của các số nguyên dương là các số nguyên âm trừ 1, trừ 2 và trừ 3. Để hiểu rõ hơn nội dung ở phần này, chúng ta hãy cùng nhau làm một bài tập trắc nghiệm nho nhỏ để xem bản thân mình đã hiểu rõ bài học này chưa nhé. Dựa vào biểu đồ V minh họa quan hệ bao hàm của số nguyên Z và số tự nhiên N, chúng ta sẽ có Mọi người đã đoán ra được câu trả lời chưa nào? Rất chính xác, A là câu trả lời đúng. Theo chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại thế nào là tập hợp các số hữu tỉ. Tập hợp các số hữu tỉ được ký hiệu là Q, gồm các số nguyên và các số thập phân hữu hạn hoặc vô hạn tuần hoàn. Số hữu tỉ được viết dưới dạng A phần B với A và B đều thuộc số nguyên và B phải khác không. Và cuối cùng, mọi người hãy cùng mình ôn lại kiến thức về tập hợp các số thực được ký hiệu là R. Tập hợp các số thực gồm các số hữu tỉ và các số vô tỉ. Sau khi ôn lại tất cả các kiến thức đã học về tập hợp số ở các lớp dưới, tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau làm một bài tập trắc nghiệm nho nhỏ để củng cố các kiến thức đã học nhé. Dựa vào biểu đồ V minh họa quan hệ bao hàm của tập số nguyên, số tự nhiên N, số hữu tỉ Q là đáp án chính xác chính là đáp án B. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu thế nào là các tập hợp con thường dùng của R. Ở phần này chúng ta sẽ chia ra làm 3 phần chính. Phần thứ nhất chúng ta sẽ tìm hiểu thế nào là khoảng. Phần thứ hai chúng ta sẽ tìm hiểu thế nào là đoạn. Và phần thứ ba chúng ta sẽ tìm hiểu thế nào là nửa khoảng. Ở nội dung đầu tiên, hãy cùng nhau tìm hiểu thế nào là khoảng nhé. Khoảng được chia làm 3 trường hợp chính. Trường hợp thứ nhất, khoảng từ A đến B thuộc tập hợp số thực lớn hơn A và bé hơn B. Trường hợp thứ hai, khoảng từ A đến cộng vô cùng thuộc tập hợp số thực sao cho ít lớn hơn A. Và trường hợp cuối cùng là khoảng từ trừ vô cùng đến B thuộc tập hợp số thực thỏa mãn điều kiện x bé hơn B. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu thế nào là đoạn nhé. Cho đoạn từ A đến B với A và B đều là các số thực sao cho thỏa mãn đủ điều kiện x lớn hơn một bằng A và bé hơn một bằng B. Ở đây mọi người rất dễ nhầm lẫn ở ký hiệu của khoảng và đoạn. Ở khoảng chúng ta sẽ dùng mặt tròn để ký hiệu lên trục số vì điều kiện của khoảng chỉ là x lớn hơn a và bé hơn b. Còn ở đoạn chúng ta sẽ sử dụng mặt vuông vì điều kiện của đoạn chính là x lớn hơn bằng a và bé hơn hoặc bằng b. Nội dung cuối cùng mà chúng ta tìm hiểu đó chính là nửa khoảng. Nội dung của phần nửa khoảng sẽ được chia ra làm 4 trường hợp. Trường hợp đầu tiên cho nửa khoảng từ A đến B đều thuộc tập hợp R sao cho thỏa mãn điều kiện x lớn hơn hoặc bằng A và bé hơn B. Trường hợp thứ hai cho nửa khoảng từ A đến B đều thuộc tập hợp số thực với điều kiện x lớn hơn A và bé hơn hoặc bằng B. Ở trường hợp 3 cho khoảng từ A đến cộng vô cùng đều thuộc số thực sao cho x lớn hơn bằng A. Và ở trường hợp cuối cùng cho khoảng từ trừ vô cùng đến B đều thuộc số thực sao cho thỏa mãn đủ điều kiện x bé hơn hoặc bằng B. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong các kiến thức trọng tâm ở bài học này. Để hiểu rõ hơn cũng như là thành thạo hơn trong dạng toán này, chúng ta hãy cùng nhau làm một số bài tập vận dụng nhé. Hãy cùng nhau ghép mỗi ý ở cục bên trái và một ý ở cục bên phải có cùng nội dung sao cho thành cặp. Ở câu A cho x thuộc đoạn từ 1 đến 5, vậy mọi người hãy đoán xem ý A sẽ được ghép với ý nào ở cục còn lại nhỉ? Chính xác rồi, ý A sẽ được nối với ý 4 với x lớn hơn bằng 1 và bé hơn bằng 5. Ở ý B ta có x thuộc nửa khoảng từ 1 đến 5, vậy chúng ta sẽ nối ý B với ý nào ở đây nhỉ? Chính xác, ý B sẽ được nối với ý 1 với x lớn hơn 1 và bé hơn bằng 5. Vậy, ý C với x thuộc nửa khoảng từ 5 đến cộng vô cùng sẽ được nối với ý nào nhỉ?
Chính xác rồi, ý C sẽ được nối với ý 3 với 3 lớn hơn hoặc bằng 5. Đến với ý cuối cùng, chính là ý D với x thuộc khoảng trừ vô cùng đến 5 sẽ được nối với ý 2 với x bé hơn 5. Đến với phần cuối cùng của phần 3, chúng ta hãy cùng nhau hoàn thành ví dụ sau nhé. Cho A là khoảng từ 3 đến 7, B là khoảng từ 1 đến 4 và C là khoảng trừ vô cùng tới trừ 1. Hãy xác định các tập hợp sau. Câu A, A giao B, A hợp B và A hiệu B. Câu B, hiệu của A giao B hợp với C, với B giao C. Đầu tiên chúng ta sẽ vẽ trục số tương ứng với các điểm đã cho. Nhìn vào trục số ta có thể dễ dàng nhận ra được A giao B sẽ được khoảng từ 3 đến 4. Với A hợp B ta sẽ được đoạn từ 1 đến 7 và với A hiệu B ta sẽ được đoạn từ 4 đến 7. Đến với câu B, A giao B hợp C ta sẽ được khoảng từ 3 đến 4 hợp với khoảng trừ vô cùng đến trừ 1. B giao C ta sẽ được tập hợp rỗng. Vậy X sẽ bằng khoảng từ 3 đến 4 hợp với khoảng từ trừ vô cùng đến trừ 1. Qua bài học ngày hôm nay, em cảm thấy đến với tháng bụng môn toán tin, bản thân em được hòa nhập nhiều hơn trong môi trường học tập mới. Em được cùng bạn bè làm những bài thuyết trình vô cùng đặc sắc và thú vị. Nhất là trong tháng bụng môn toán tin, em vừa được cùng các bạn làm việc nhóm với nhau, vừa được ôn lại các kiến thức toán đã học để rèn luyện thêm về kỹ năng làm toán của mình. Em cảm thấy đây là một phong trào vô cùng ý nghĩa, an toàn và vô cùng lành mạnh để chúng em có thể vừa vui chơi, vừa có thể ôn bài trong quá trình học trực tuyến tại nhà. Đối với bản thân em, tháng bộ môn toán tin đã tạo nên một sân chơi rất bổ ích cho học sinh sau những giờ học căng thẳng, đồng thời còn giúp cho em có thêm kỹ năng làm PowerPoint liên quan đến các kiến thức mà mình đã được học ở lớp. Tuy có hơi mệt vì phải sử dụng máy tính nhiều, nhưng em cảm thấy rất vui vì em còn được làm chung với bạn bè, học hỏi kinh nghiệm từ các thầy cô. Mong rằng trong tương lai, các thầy cô sẽ đưa ra thêm nhiều hoạt động thú vị và hấp dẫn hơn nữa. Để nêu ba từ mà em cảm nhận khi tham gia phong trào này chính là an toàn, lành mạnh và ý nghĩa. Còn đối với em, ba từ mà em cảm nhận được chính là thú vị, kỹ năng và có đầu tư. Bài thuyết trình của chúng em đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào một ngày không xa. Bye bye!